Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 1 vô ly. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài tiết 3. Bài số 1, nấu theo mẫu. Người ta họ cho là cái mẫu đây là 1 chấm thì chúng ta nấu với số 1. Tương ứng với là 1 cũng sập cũng tập. Rồi cái này 1 2 3, chúng ta nấu với số 3. Nấu với số 3. Và chúng ta đi tìm ba cái ở đây, ba cái thước, chúng ta nấu ba cái thước trên này. Một, hai, ba, bốn, chúng ta nấu với số 4 như này. Rồi chúng ta đi tìm bốn cái đồ vật. Một, hai, ba, bốn, đây. Bốn cái bút chì màu. Một, hai cái kéo, chúng ta nấu với lại hai chấm và nấu với số 2. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm, ta nấu vào đây và ta nấu xuống số 5. Chúng ta qua bài số 2. Tô màu theo mẫu. Ở đây là có số 2 thì người ta họ tô hai cái. Ở đây người ta họ có số 4 thì chúng ta sẽ tô 4 cái. Bây giờ màu thì người ta không yêu cầu màu thì chúng ta chọn bất kỳ. 4 cái thôi. 1 2 3 4. Rồi, đại khái vậy. Cái này số 3, 1, 2, 3. Này số 1, tô 1 cái. Cái này số 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy chúng ta tô hết. Rồi, xong. Chúng ta qua bài số 3. Trong này người ta họ cho một bức tranh thì có một số con vật, trong đó là có gà, vịt, chó, mèo. Thì người ta yêu cầu là đếm những cái con vật đấy. Người ta yêu cầu là đếm số con chim. Vậy chúng ta xem đây này coi có con chim không? Không có con chim nào hết. Trong cái bức tranh này không có con chim, chúng ta ghi số 0. Rồi người ta yêu cầu đếm số con mèo. 1, 2 con mèo. Nào, 2 con mèo, ta ghi số 2. Người ta yêu cầu đếm số con vịt. 1, 2, 3, 4 con vịt. Người ta yêu cầu đếm con số con gà trống. 1, 2, 3, 4, 5. Và cuối cùng là con chó. Hai, một con, ghi số 1. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.